ngon nhất vẫn là bánh mì baguette kiểu Pháp chỉ có tại Lee Sandwiches. Tại Lee Sandwiches, chúng tôi luôn luôn cho ra lò những ổ bánh mì nóng giòn được làm từ những nguyên liệu thượng hạng với các loại thịt được kiểm chứng của USDA và các loại rau cải tươi ngon bậc nhất. Với sự kết hợp đa dạng, bạn sẽ thưởng thức hương vị bánh mì ngon tuyệt của chúng tôi bất cứ lúc nào với hơn 50 tiệm khắp nơi, California, Texas, Arizona, Oklahoma và Nevada, Las Vegas. Hãy gặp nhau ở Lee's, hệ thống tiệm bánh mì lớn nhất thế giới. Lee Sandwich tọa lạc tại Lee Sandwich Hayward, 24788 Amador Street, Lee Sandwich San Francisco, 625 Larkin Street. Lee Sandwich sắp khai trương tại Auckland, 530 East, đường số 12. Đặc biệt, sau 5 giờ chiều, các loại bánh mì, thịt, cà phê sữa đá, chè nóng mua 2 tặng 1 tại địa điểm Lee Sandwich Milpitas, 279 West Calaveras.